Cô chào tất cả các bạn học sinh của trường Chí Linh đến với tiết học luyện từ và câu ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ của các con. Các con hãy chọn ý trả lời đúng. Trong các câu sau, câu nào thuộc kiểu câu kể ai thế nào? A. Nguyễn Trí Phương là người thừa thiên. B. Anh Đức lầm lì ít nói. C. Các cô chú đang cắt lúa ngoài đồng. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án với cô. Đáp án chính xác là đáp án B. Cô chúc mừng những bạn nào có cùng đáp án đúng với cô. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Đặt một câu kể ai là gì để giới thiệu về nghề nghiệp của người thân trong gia đình em. Ở bài tập này cô đã hướng dẫn các con ở tiết trước. Các con hãy đặt một câu nào. À, các con có thể đặt một câu để kể ai là gì để giới thiệu về người thân trong gia đình mình. Ví dụ như mẹ em là giáo viên, ba em là bác sĩ. Các con có đặt câu giống cô không nào? Chúng ta vừa ôn lại kiến thức cũ qua hai câu hỏi. Ngày hôm nay cô và các con cùng đến với tiết mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm chúng ta cùng bước vào hoạt động đầu tiên các con hãy cho cô biết như thế nào là du lịch các con cùng xem một vài gợi ý của cô những hoạt động nào được gọi là du lịch em hãy chọn ý đúng để trả lời a đi chơi ở công viên gần nhà b đi chơi xa để nghỉ ngơi ngắm cảnh c đi làm việc xa nhà cô mời các con cùng làm Chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Đáp án chính xác là đáp án B. Cô chúc mừng những bạn nào có cùng đáp án với cô. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các con một số hình ảnh về hoạt động du lịch. Đây là hình ảnh du lịch Sapa. Du lịch biển Nha Trang. Du lịch huế Du lịch vịnh hạ long Du lịch ngắm cảnh tại đà lạt như vậy sau khi tìm hiểu các em đã biết du lịch là đi chơi xa để nghỉ ngơi ngắm cảnh Bên cạnh đó còn có một số hoạt động được nhắc đến cùng với hoạt động du lịch, nhưng có nhiều điểm khác biệt được gọi là thám hiểm. Vậy thám hiểm là gì? Cô sẽ giới thiệu với các em một số hình ảnh sau. Đây là một số hình ảnh về hoạt động thám hiểm. Thám hiểm dưới đáy đại dương còn đây là hình ảnh thám hiểm không gian vũ trụ đây là hình ảnh thám hiểm châu nam cực sau khi xem một số hình ảnh về hoạt động thám hiểm vậy các con hãy cho cô biết thám hiểm là gì con hãy chọn ý đúng để trả lời a tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở b đi chơi xa để xem phong cảnh C Thăm dò tìm hiểu những nơi xa lạ khó khăn có thể nguy hiểm các con hãy chọn ý đúng nhất: cô và các con cùng kiểm tra đáp án nào đó chính là đáp án C Thám hiểm là thăm dò tìm hiểu những nơi xa lạ khó khăn có thể nguy hiểm. "Chúng ta đã vừa tìm hiểu được định nghĩa Du lịch và Thám hiểm, vậy theo các con du lịch khác thám hiểm ở điểm nào cùng suy nghĩ với cô nhé: chúng ta cùng tìm điểm khác nhau và giống nhau của du lịch và thám hiểm, giống nhau ở đây đều là những chuyến đi xa, điểm khác nhau của du lịch và thám hiểm là. Du lịch là hoạt động vui chơi giải trí nên ai cũng có thể tham gia. Còn thám hiểm là công việc khó khăn, vất vả, có thể gây nguy hiểm, chỉ những người có đủ lòng dũng cảm, ham thích khám phá những điều mới lạ thì mới có thể tham gia. Như vậy các con đã tìm hiểu xong định nghĩa du lịch và thám hiểm. Chúng ta cùng đến với bài tập 3. Viết một đoạn văn nói về hoạt động du lịch hay thám hiểm mà em biết hoặc đã tham gia. Ở bài tập này cô sẽ có một vài gợi ý dành cho các con. Các con viết về hoạt động du lịch. Con có thể viết về một chuyến du lịch với gia đình hoặc chuyến tham quan học tập do trường tổ chức. Ở đây có một đoạn văn sẽ có 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Ở phần gợi ý màu đỏ sẽ giúp các con viết được phần mở đoạn. Em đã cùng gia đình đi du lịch ở đâu? Hay trường em đã tổ chức một chuyến tham quan ở đâu? Chuyến đi đó được tổ chức nhân dịp nào? Phần thân đoạn con có thể viết được bằng cách trả lời các câu hỏi. Trước khi đi em chuẩn bị những đồ dùng nào cần thiết? Em đi bằng phương tiện gì? Em tham quan những địa điểm nào khi đến nơi đó? Cần trả lời câu hỏi màu xanh để viết được phần kết đoạn. Chuyến đi đã cho em ấn tượng gì đặc biệt, cảm nghĩ của em về chuyến đi đó. Cô chúc các con hoàn thành đoạn văn thật tốt, hãy đọc kỹ gợi ý và làm bài nào. cô mời các con cùng xem những từ ngữ liên quan đến hoạt động du lịch những từ ngữ này sẽ giúp các con viết tốt đoạn văn của mình còn đây là một số gợi ý của cô dành cho các con về những từ ngữ liên quan đến hoạt động thám hiểm như vậy các con thấy đấy, hoạt động du lịch thám hiểm rất có ích cho sức khỏe và còn giúp các con mở mang được kiến thức. Sau mỗi cuộc hành trình, dù là đi du lịch hay thám hiểm, các con cũng sẽ trưởng thành nhiều hơn, có được sự hiểu biết, khả năng tự lập vượt qua khó khăn, sự tự tin vào bản thân chúng ta cảm thấy thân thiết, gắn bó, yêu thương đối với gia đình bạn bè của mình, và sau mỗi chuyến đi càng nâng cao thêm tình cảm yêu mến quê hương, đất nước và cuộc sống. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện, chúng ta có thể mở mang kiến thức của mình thông qua sách báo, truyền hình, hay kiến thức trên mạng Internet. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các con hãy ôn lại bài, hoàn thành đoạn văn ở bài tập 3. Bài tập 1, 2, trên 116, trên 117 là bài học sinh tự học. Các con hãy tìm thêm từ ngữ ở hai bài tập này để hoàn thiện, để nâng cao kiến thức của mình. Các con chuẩn bị bài thêm trạng ngữ cho câu. Cô chào tạm biệt tất cả các con. Chúc các con luôn chăm ngoan, học tốt. Hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau.